Hello, tí tèo là Thịnh không? Alo. Bạn chat qua cái khung chat này nè. Nick tiếp tèo là của Thịnh hả? Ừ.
Thì bạn bạn nạp tiền vào vào sàn chưa? Tài khoản bạn ok rồi đó, giờ bạn có thể nạp tiền vào sàn, à, chốc nạp cũng được. Thì nạp minh là 100 đô, bạn nạp qua ngân lượng hay là qua cổng banh hay qua Neteller gì cũng nhiều cổng lắm. Hoặc là qua các đồng coin cũng được. Nhưng mà mình nạp cổng nào thì mình rút cổng đó. Bạn chơi Forex đâu chưa? Nạp Visa hả? Là cái thẻ tín dụng Visa. Thì nạp Visa thì cũng được, nhưng mà cái phí nó cao lắm á. Phí thường sàn, những cái sàn khác, sàn này kiểu không biết bao nhiêu chứ mấy sàn khác là 4% á. Mình rút ra là mình bị mất 4%. Cho nên là thẻ tín dụng chơi mất tiền lắm. Nói chung mình không biết mình lợi nhuận bao nhiêu mà mình rút đã mất 4% rồi. Cho nên là tốt nhất là bạn nên nạp tiền banh đi, hoặc là qua Neteller hay là qua các đồng coin á, Bitcoin, nạp bằng Bitcoin cũng được nè. Mình hay nạp qua ngân lượng ha, hoặc là nạp qua banh trực tiếp luôn, qua Bytrade á, qua cái cổng Bytrade. Cái chủ đề ngày hôm nay là cái phân kỳ nè, không biết là bạn đã biết về cái phân kỳ rồi đúng không? Thường trader là ai cũng biết cái kỹ thuật phân kỳ hết, nhưng mà kiểu như là mình cũng chưa có biết tổng quát và mình chưa có tìm hiểu sâu về cái phân kỳ như thế nào, cũng như là cách xác định nè, rồi các bước để các loại phân kỳ, rồi các bước giao dịch phân kỳ mình cũng chưa biết rõ đúng không? Còn nghe phân kỳ thì hầu như ai cũng cũng biết qua rồi. Và đúng rồi, cái phân kỳ thì nó có gồm là MA, là mắt nè, hoặc là phân kỳ RSI nè, hoặc là cái phân kỳ stock nữa, có ba loại phân kỳ. Thì bạn thích cái chỉ báo nào thì bạn sẽ dùng cái phân kỳ chỉ báo đó. Ví dụ như là mình hay xài mắt á thì mình sẽ dùng phân kỳ mắt. Thì nó giống như là cái phân kỳ, nó giống như là cái nó giảm cái sự suy yếu của cái xu mà giảm suy yếu thôi, chứ chưa chắc là nó sẽ đảo chiều, hay là nó chưa chắc là nó đảo chiều nha. Cho nên là mình học cái phân kỳ thì không có nghĩa là cứ gặp phân kỳ là mình vào lệnh, hay là nói chung phải cần thêm một số kỹ thuật khác kết hợp nữa, chứ đừng có học máy móc mà học sao là áp dụng vậy đâu, là dễ bị cháy tài khoản đó. Cho nên là mình học mình phải áp dụng thêm một vài cái kỹ thuật như là supply demand hay là mô hình giá. Thì với Forex thì phải học nhiều rồi, chứ mà chỉ biết vài cái kỹ thuật cơ bản mà mình chơi thì cũng dễ sắp mặt lắm. Cho nên là Forex thì mình biết càng nhiều kỹ thuật thì nó sẽ càng tốt thôi. Nhưng mà mình tóm gọn lại là mình phù hợp với cái công cụ nào, và sau đó mình áp dụng thành thạo rồi mình chơi thôi. Chứ không có cái phương pháp nào mà hơn phương pháp nào hết. Phương pháp nào nó cũng chỉ là xác suất thôi, chứ không có 10 lệnh mà đúng hết 10 lệnh đâu. Chào chị Vi. Mọi người thì cứ học đi, tại vì mấy cái này là những cái buổi mà sàn FP Market tài trợ là free. Chứ mà để học những cái kiến thức này thì nếu mà mình đi học đầy đủ á, thì cũng sẽ mất phí ít nhất cũng 500 hay 1.000 đô trở lên. Còn mà mình học mà mình tự học trên mạng á, mình đào về thật sự mình đọc mình cũng chưa hiểu gì đâu. Nên là mà có một ai đó, một cái chuyên gia diễn giả nào đó mà dạy mình kiến thức này mà miễn phí nữa, thật sự là mình được rất là nhiều đó. Thay vì mình bỏ tiền ra để mình đi học thì bây giờ sàn nó đã tài trợ cho trader rồi đó, giúp cho trader có kiến thức để là coi như cái tài khoản ít nhất là nó không bị cháy đã.
Có nghĩa là tài khoản của mình là mình nếu mà mình có kiến thức á, thì cái sự cháy của nó rất là khó hơn cái người mà không có kiến thức. Còn giữa cái forex, cái đầu tư và cờ bạc là do mình thôi. Nếu mà mình chơi cờ bạc thì cái kết quả nó cũng là cờ bạc. Còn mà mình chơi mà theo kiểu đầu tư thì cái kết quả nó cũng là một nhà đầu tư. Thì nó có nghĩa là nếu mà bạn nó có những giai đoạn của một trader, lúc đầu là chắc chắn luôn, mới vào cái thị trường này chắc chắn sẽ bị cháy tài khoản, sẽ cháy là sẽ cháy hay nhanh hay chậm như thế nào thôi, chắc chắn là sẽ cháy. Rồi tới một cái giai đoạn đó là bạn biết là bạn đang thiếu rất là nhiều kiến thức, cho nên là bạn phải đi học. Rồi sau khi đi học rồi bạn bỏ cái tiền thật, bạn trải nghiệm thời gian, rồi bạn rút ra cái kinh nghiệm cho mình đó. Rồi tới một cái giai đoạn nào đó thì bạn mới thật sự là bạn cảm giác bạn kiếm được tiền, cảm giác như là ở cái tháng đó bạn tạo ra cái lợi nhuận. Nhưng mà cái giai đoạn đó thật sự nó cũng kiếm ra lợi nhuận nó chưa đều đâu. Tới một cái giai đoạn mà bạn hoàn thiện tất cả từ tâm lý giao dịch, từ quản lý vốn cho lại tới phương pháp giao dịch, bạn hoàn thiện được ba cái chân như vậy thì bạn mới kiếm được tiền. Cho nên là những cái trader chuyên nghiệp là luôn luôn có cái tính học hỏi và có cái tính hoàn thiện mình. Cái chuyện cháy tài khoản là cái chuyện bình thường khi mà mình bước chân vào cái thị trường này. Như Kiều thì Kiều cũng từng cháy 4-5 lần rồi, chứ không 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 có, có bảo là vào cái thị trường này không cháy được. Nhưng mà những cái lần cháy tài khoản như vậy thì mình biết là mình đang thiếu rất là nhiều, cho nên là mình phải học rất là nhiều kiến thức và mình phải trải nghiệm nhiều nữa, có học và đi đôi với hành nữa, chứ nếu mà học không mà không có hành thì không có tiến bộ được. Thị trường này quan trọng chữ hành còn nhiều hơn chữ học nữa, cho nên phải thực hành mình mới rút ra được cái kinh nghiệm cho mình. Thì các bạn có thể là, nếu mà các bạn có thể thu âm cũng được, thu ghi âm lại cái video này. À, giờ kiểu xíu kiểu có thể, tại vì kiểu bật chế độ ghi âm á thì nó bị lát, cho nên là cả nhà ai có cái phần mềm ghi âm thì có thể ghi âm cái buổi này cũng được. Còn không, để bữa nào Kiều rảnh thì Kiều sẽ thu lại. Chứ vừa dạy học á, rồi mở thêm cái phần mềm ghi âm OBS nữa là nó bị lát lắm. Đó, cho nên là Kiều ghi âm không được ha. Chờ chút. Rồi ok, cả nhà là thấy cái màn hình rồi đúng không? Thấy màn hình rồi thì coi còn ai nữa không nha, còn ai vào học nữa không. À, chữ red thì đúng rồi, là sàn FT Market là đang thu âm. Đúng rồi, đang đang thu âm, nhưng mà sàn đó thu âm vậy thôi, còn up lên hay không là một chuyện mình không biết up lên hay không nữa, chứ sàn sẽ bị ghi âm lại. Ok, ai học hết cái buổi này thì Kiều sẽ tặng cái indie phân kỳ luôn. Indie phân kỳ thì Kiều sẽ tặng hai loại. Thứ nhất là phân kỳ MACD hay gọi là phân kỳ MACD. Thứ hai là phân kỳ RSI. Còn là phân kỳ stock là tự các bạn tự vẽ nha. Mình chỉ có, hiện tại Kiều chỉ có hai cái phân kỳ mà các chị bán nó vẽ giúp mình. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cũng tự biết, là các bạn tự vẽ được. Đó, sau khi mình học cái buổi này là các bạn tự tự vẽ được chứ không cần phải nhờ chỉ báo. Nhưng mà sau buổi này thì cũng đã tặng hai cái indie rồi, có thể là hỗ trợ mình trong cái việc giao dịch phân kỳ. Cứ cứ mỗi buổi topic thì Kiều sẽ tặng cái chỉ báo hoặc là cái hệ thống liên quan tới cái bài học luôn, có nghĩa là mình học xong là mình hành luôn, thực hành luôn, và mình được tặng cái chỉ báo mà phải nói là độc quyền hoặc là rất khó để có cái chỉ báo này. Các bạn tìm trên mạng nhiều khi rất là khó để mà có những cái chỉ báo này hoặc là cái hệ thống này. Có ai hỏi về cái forex thì cứ hỏi nha, là hỏi trong cái khung chat chat này nè, hỏi về cái bài học hôm nay cũng như là hỏi về cái gì về forex là Kiều trả lời hết. Customer indicator dành cho học viên.
Đó, cho nên là ai học cuối buổi thì Kiều sẽ tặng cái chỉ báo này. Thì các chỉ báo này là các bạn có thể dùng hoặc là có thể sau này mình cần mình dùng cũng được. Các chỉ báo này là các bạn tìm trên mạng rất là khó. Rồi ok, bây giờ là chúng ta học luôn, thì ai có cái có thể thu được thì thu ha. Mình dùng cái phần mềm ghi âm mình thu. Còn bản thân Kiều Kiều bật cái phần mềm ghi âm lên là nó bị lát, nó bị chậm liền, cho nên là Kiều không có ghi âm được. Rồi các bạn thấy cái slide rồi đúng không? Các bạn thấy rõ slide rồi đúng không? Là Diệu có thấy slide hay không? Rồi thấy rồi đúng không? Thì Diệu với lại Vi có thể là mời trong nhóm có ai tham gia học thì tham gia ha. Chứ Kiều là không có quay lại cái video ngày cái buổi ngày hôm nay đâu. Cái buổi hôm ngày hôm nay cũng rất là hay nha. Đó, cái buổi này là coi như là học xong là có thể là gọi là bắt đỉnh bắt đáy á. Cái giao dịch phân kỳ này nè thì cũng có thể gọi là có thể hỗ trợ để bắt cái đảo chiều hay là bắt đỉnh bắt đáy hoặc là bắt theo cái xu hướng, nói chung là áp dụng rất là nhiều, rất là hay. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái nội dung đó là chính quy tắc giao dịch phân kỳ giúp bạn thành công trong cái forex là thị trường tiền tệ ngoại hối. Thì hôm nay chúng ta sẽ học chính quy tắc giao dịch. Và nội dung bài học gồm 4 phần. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ biết được phân kỳ trong giao dịch là gì. Thứ hai là giải thích về các loại phân kỳ forex. Ba là các bước giao dịch theo phân kỳ trong forex. Và cuối cùng đó chính là chính quy tắc giao dịch phân kỳ mà bạn cần biết. Thì đây là nội dung bài học ngày hôm nay. Thì những trader mới hay cũ, cái bài học hôm nay chúng ta đều có thể học được, và chúng ta cũng những cái bài học này cũng dễ hiểu chứ không có quá khó, hay là nhưng mà cũng không đến nỗi mà theo kiểu mà quá dễ ha, nó cứ nằm lưng chừng như vậy. Phân kỳ là gì? Phân kỳ là cái sự xung đột giữa giá và indicator. Indicator tiếng Việt là chỉ báo ha. Có nghĩa là phân kỳ là cái sự xung đột giữa giá và chỉ báo, nghĩa là giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo động lượng. Cái động lượng là momentum indicator. Đó. Hoặc chỉ báo dao động là oscillator. Nó ngược lại với một tín hiệu xác nhận khi mà chỉ báo và giá đang đi cùng chiều. Thì cái phân kỳ giống như là nó sẽ cho mình cái dự đoán về cái tương lai, cái giá nó đi ngược lại. Đó. Nó đi ngược có nghĩa là giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại, thay vì là nó tiếp tục là nó đi xuống thì nó sẽ đảo chiều ngược lại ha. Và cái phân kỳ này nó là sự xung đột giữa giá, có nghĩa là mình nhìn trên cái hình phía trên nè. Đó, giá là những cây nến nè và cái chỉ báo là ở phía dưới. Đây là cái chỉ báo, ví dụ nó là cái chỉ báo RSI. Thì các bạn thấy ở phía trên là cái đường xanh lá cây nè. Đó là cái giá nó giảm đúng không? Khi mà mình kẻ mình nói các đáy với nhau thì giá nó đang giảm, đang xu hướng giảm. Nhưng mà cái RSI chỉ báo nó lại đi lên. Khi mà chúng ta nói các đáy RSI, cái đường màu đỏ phía dưới nè, cũng như là đường xanh dương. Đó, chúng ta nói lên, chúng ta nói đáy. Thì các bạn thấy là cái đường xanh lá cây và cái đường màu đỏ phía dưới nó đi ngược nhau không? Ở phía trên thì cái đường xanh lá cây nó lại đi xuống, nó lại dốc xuống. Nhưng mà các chỉ báo cái đường màu đỏ mà nói với các đáy, các chỉ báo RSI nè, nó lại đi lên, có nghĩa là đi ngược lại. Hai cái đường này là nó đi ngược lại, một cái đi xuống, một cái đi lên. Đó, cho nên gọi là cái sự xung đột giữa giá và chỉ báo như vậy. Thì cái phân kỳ là kết hợp giữa cái sự xung đột này tạo ra là cái tài sản nó sẽ di chuyển ngược lại. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ bắt tại cái này và bắt đầu giá nó đi chuyển ngược lên. Đó, nó di chuyển ngược lên so với là đang xu hướng xuống này. Thì chúng ta học phân kỳ, áp dụng phân kỳ để chúng ta bắt được cái điểm mà nó sẽ đảo chiều. Nó đi hướng ngược lại so với lại cái đường giá này. Đó, thì đó gọi là phân kỳ. Đó. Cho nên là phân kỳ là sự xung đột giữa giá và indicator.
và sau đó là giá nó sẽ di chuyển ngược lại với chỉ báo động lượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ học các loại phân kỳ trong Forex. Thì trong phân kỳ Forex thì nó có hai loại nha. Đó là phân kỳ thường hay còn gọi là cái phân kỳ đảo chiều. Sự phân kỳ này là ví dụ là của RSI sẽ là tín hiệu. Các bạn có thể kiểm tra trên biểu đồ thực tế, có thể thấy gần như hầu hết các điểm đảo chiều thị trường đều xảy ra cái sự phân kỳ thường. Thì mình nhìn vào cái chart biểu đồ á, mình thấy phân kỳ đa phần nó xảy ra cái điểm đảo chiều thị trường đa phần là phân kỳ thường. Đó, thì các bạn nhìn cái hình phía dưới luôn. Thì đây là cái xu hướng tăng đúng không? Các bạn nói hai cái đỉnh cao nhất nè. Đó, bạn lấy cây thước bạn nói lên hai cái đỉnh cao nhất. Còn thằng RSI ở phía dưới thì bạn lại nói hai cái đỉnh tương xứng với lại hai cái đỉnh phía trên. Nhưng mà bạn thấy cái đường màu xanh thì nó dốc lên, còn ở phía này nó lại đi xuống. Đó. Thì đây là một cái phân kỳ thường, có nghĩa là phân kỳ thường là cái phân kỳ nó sẽ làm cho đảo chiều xu hướng. Ví dụ bên cái đường giá này là xu hướng tăng, thì phân kỳ nó xảy ra nó sẽ là cho giá nó đảo chiều, là nó chuyển sang xu hướng giảm, hay còn gọi là chúng ta sẽ gọi là bắt đỉnh. Cái phân kỳ đảo chiều này chúng ta sẽ gọi là bắt đỉnh hoặc là chúng ta bắt đáy. Đó, có nghĩa là thị trường nó sẽ đảo chiều. Đó là phân kỳ thường ha, phân kỳ thường. Còn bây giờ là phân kỳ kính. Đó. Phân kỳ kính hay hay còn gọi là cái phân kỳ tiếp diễn. Phân kỳ tiếp diễn, cái sự phân kỳ này của RSI sẽ là cái tín hiệu là các bạn có thể kiểm tra trên biểu đồ, có thể thấy gần như là. Còn phân kỳ kính như thế nào? Đó là cái phân kỳ nó sẽ làm cho cái thị trường tiếp tục theo cái xu hướng. Rồi, cái phân kỳ kính này nè sẽ là một cái phân kỳ tiếp diễn. Có nghĩa là giá nó sẽ tiếp tục đi lên hoặc là cái thị trường nó tiếp tục đi xuống. Như là các bạn nhìn cái hình phía dưới nè. Cái hình phía dưới là cái ví dụ cái phân kỳ tiếp diễn. Nhìn vào cái đường giá bên trên thì chúng ta thấy là đang xu hướng tăng. Là chúng ta thấy là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đáy sau nó cao hơn đáy trước, thì cái đường màu xanh lá cây chúng ta sẽ nói các hai cái đáy với nhau. Rồi cái phía dưới là cái gọi là cái chỉ báo RSI, thì chúng ta cũng nói hai cái đáy nó tương xứng với lại hai cái đáy phía trên của đường giá. Nhưng mà hai cái đáy của RSI khi chúng ta nói thì cái đường màu đỏ nó lại chốc xuống, nó lại dốc xuống. Đó. Còn này dốc lên. Nhưng mà cái thị trường bây giờ nó không phải gọi là cái thị trường đảo chiều, nó lại là gọi là cái thị trường tiếp diễn. Thay vì nó là quay đầu đi xuống thì thằng này nó sẽ là tiếp diễn, là tiếp tục tăng. Đó. Có nghĩa là đó, cái phân kỳ nó có hai loại, phân kỳ đảo chiều và phân kỳ tiếp diễn. Nó giống như là chúng ta học cái mô hình nến, cái mô hình nêm á, là nêm tiếp diễn với lại nêm đảo chiều. Nếu mà ai học cái kiến thức về cái mô hình giá đảo chiều đó, thì có mô hình nêm là nêm tiếp diễn với nêm đảo chiều, thì cái phân kỳ nó cũng vậy ha. Thì nó cũng có hai loại, đó là phân kỳ nó sẽ làm cho thị trường đảo chiều và phân kỳ nó sẽ là tiếp tục, là thị trường nó sẽ tiếp tục theo cái xu hướng đó. Trong cái loại phân kỳ thường với lại phân kỳ kính thì lại chia ra thêm hai phân kỳ nữa, có nghĩa là chia thêm hai phân kỳ nữa, có là phân kỳ giá lên và phân kỳ giá xuống. Phân kỳ giá lên hay còn gọi là bullish divergence. Divergence là tiếng tiếng Anh là phân kỳ ha, bullish là giá lên, là tăng. Thì được định nghĩa là cái trong trường hợp này á, cái phân giá lên là hiện tượng giá nó liên tục giảm và tạo đáy sau nó thấp hơn đáy trước. Các bạn thấy là cái đáy sau là nó thấp hơn đáy trước. Trong khi đó thì cái chỉ báo nó lại
dao động tạo đáy sau nó cao hơn đáy trước, nó ngược lại đúng không ạ? Ở phía trên thì nó lại dốc xuống, ở phía trước là dốc lên, và nó làm cho cái giá này nó đảo chiều đi lên. Thì cái này gọi là phân kỳ giá lên, có nghĩa là nó sẽ làm đảo chiều tăng. Còn phân kỳ giá xuống thì nó làm cho cái giá nó sẽ dốc xuống, là giá nó đi xuống. Trong trường hợp này là phân giá lên là hiện tượng giá liên tục giảm và đáy sau nó thấp hơn đáy trước. Thì giá xuống là nó ngược lại với giá lên thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta nói hai cái đỉnh nè, mình thấy là đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước nè, nhưng mà thằng RSI á, nó tự chúng ta sẽ tương xứng với lại cái hai cái đỉnh này nè. Đó, chúng ta kẻ xuống, kẻ dọc xuống thì cái đáy sau của RSI nó lại thấp hơn đáy sau của đỉnh sau, nó thấp hơn đỉnh trước, nó ngược lại với lại cái đường giá thì nó tạo ra cái phân kỳ đảo chiều. Ví dụ đang tăng nè ha, cái giá nó đang tăng, những cây nến nó đang tăng, rồi nó gặp cái phân kỳ này thì cái giá nó sẽ đảo chiều. Cho nên là chúng ta học cái bài học hôm nay là chúng ta có thể là áp dụng thêm cái phân kỳ để xác nhận thêm. Ví dụ là chúng ta, ví dụ như là cái giá nó đã rớt rất là nhiều rồi và nó quay lại, nó tạo ra cái đường giá và nó tạo ra cái phân kỳ. Đó, nó tạo ra cái đường giá đáy sau cao hơn đáy sau, thấp hơn đáy trước, và nó tạo ra cái phân kỳ cái đáy sau ở dưới nó lại cao hơn hơn đáy trước nè. Đó. Đó, rồi chúng ta sẽ vào lệnh ở đây, có nghĩa là chúng ta chắc cú thêm một chúng ta có một cái tín hiệu chắc cú nữa là chúng ta tự tin vào lệnh luôn. Đó, cho nên là cái bài học hôm nay là chúng ta học cái gọi là cái bí quyết, và cái một cái tín hiệu rất là hay để chúng ta gọi là chúng ta bắt được cái điểm vào lệnh. Ok, bây giờ các bạn đã biết được các loại phân kỳ. Thì đây là những cái phân kỳ trên thị trường thường là chúng ta hay sử dụng. Mà trong cái hai cái loại phân kỳ này thì cái phân kỳ mà gọi là cái phân kỳ đảo chiều thì nó xảy ra nhiều hơn cái phân kỳ tiếp diễn. Chúng ta thường thấy là nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Còn mà phân kỳ tiếp diễn thì nó ít hơn, cái tỷ lệ nó ít hơn, chúng ta thấy nó ít hơn so với là phân kỳ đảo chiều này. Bây giờ chúng ta sẽ học chính quy tắc giao dịch phân kỳ. Thì đầu tiên là các bạn hãy chắc chắn rằng là các bạn đã xác nhận chính xác về cái phân kỳ. Để phân kỳ tồn tại thì giá nó phải được hình thành từ một trong những cái mô hình sau đây. Đầu tiên đó chính là đỉnh sau. Đỉnh sau nó phải cao hơn đỉnh trước. Đó. Chắc chắn là nó phải nằm trong cái bốn cái mô hình này nha. Nếu mà nó không nằm trong bốn mô hình này thì nó sẽ không tạo ra cái phân kỳ. Cho nên là các bạn lưu ý là phải nằm trong cái bốn mô hình sau đây. Đầu tiên đó là đỉnh sau nó phải cao hơn đỉnh trước. Hoặc là cái thứ hai, mô hình thứ hai là đáy sau nó phải thấp hơn đáy trước. Mô hình thứ ba là hai đỉnh phải bằng nhau. Và mô hình cuối cùng đó chính là hai đáy bằng nhau. Thì như hình bên phải nè, là để nó tạo ra phân kỳ thì đầu tiên đó chính là nó phải có điều kiện là cái đỉnh sau nó phải cao hơn đỉnh trước rồi nè. Đó, đó là điều kiện rồi, tiếp tục. Đó là cái bước đầu tiên. Và bước thứ hai đó chính là chúng ta sẽ vẽ đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy. Có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy là đây là một đỉnh nè, đây là một đỉnh, thì chúng ta dùng cây thước chúng ta nối hai cái đỉnh. Và chúng ta chỉ nói đỉnh và đáy thôi nha, chúng ta không có nói những cái nến lưng chừng ở đây nha. Đó, phân kỳ là chúng ta chỉ có nói đỉnh và đáy thôi. Ở phía dưới cũng vậy, ở phía dưới chúng ta cũng nói các đỉnh với nhau, tập trung đỉnh và đáy thôi, hãy quên mọi thứ khác đi. Phân kỳ là chúng ta chỉ tập trung đỉnh và đáy thôi. Rồi, và thứ bốn là chúng ta chú ý vào giá, bất kể là bạn đang dùng cái chỉ số nào. Bạn phải đảm bảo rằng mình đang là so sánh đúng, tức là top hoặc bottom của nó. Và năm là chúng ta phải phân biệt là đúng đỉnh và đáy giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Có nghĩa là bạn phải nói đỉnh và đáy giữa giá và kỹ thuật nó phải tương quan với nhau nha. Đó. Ví dụ như là hình bên bên trái nè,
có nghĩa là ở phía trên là bạn bạn thấy là cái đường màu xanh dương đó, nó nói đỉnh hai cái đỉnh này đó, ở đường màu hồng thì nó nói hai cái đáy này, thì ở dưới chỉ báo này cũng vậy, bạn phải kẻ chọc dọc xuống, bạn phải nói hai cái đỉnh này nó phải tương xứng hai cái đỉnh phía trên giá, có nghĩa là hai cái đỉnh chỉ báo nó phải tương xứng ngay cái điểm luôn đó, giữa hai cái đỉnh giá phía trên. Ở đáy cũng vậy, cái đáy mà chúng ta nói hai cái này thì ở phía dưới này chúng ta phải nói hai cái đáy, chúng ta cứ kẻ kẻ dọc xuống à, đó, nó phải tương xứng tương quan với nhau. Còn bên hình bên phải nè, đó, bạn nói hai cái đỉnh này ở trên giá nè, hai đỉnh hai đáy, nhưng mà ở phía dưới này bạn lại vẽ sai đó, bạn vẽ lại phía trước nó một nhịp đó, bạn nói hai cái đỉnh này nó bị trễ, hơi bị trễ nè, là sai nha. Cho nên là cái vẽ hình bên 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 phải là chúng ta vẽ sai, còn bên trái là chúng ta vẽ đúng nè, chúng ta nói, chúng ta kéo dọc xuống đó. Chúng ta nói đỉnh hai trên này thì ở phía dưới này chúng ta phải nói hai cái đỉnh nó tương xứng với cái thời điểm các đỉnh với nhau. Còn cái hình này là chúng ta nói là bị trễ rồi, hoặc là những cái chỉ báo nó vẽ trễ rồi, cho nên là cái này là vẽ sai nha. Còn bên hình trái là vẽ đúng đó. Thì thứ sáu, cái quy tắc thứ sáu là khớp theo trục dọc đó, để vẽ đúng là các bạn nói các trục dọc với nhau đó, đỉnh đỉnh theo đỉnh đó, đỉnh với đỉnh với nhau nè đó, các bạn thấy không, đây là đỉnh nè, thì ở cái đường stop này cũng là đỉnh, hai cái dây này cũng là nằm trên đỉnh nè. Thì lưu ý về việc khớp theo trục dọc, khớp theo trục dọc ở đây á, là đỉnh và đáy của chỉ báo kỹ thuật và giá phải khớp theo trục dọc với nhau đó, có nghĩa là nó phải khớp với nhau. Và quy tắc thứ bảy đó, chúng ta sẽ chú ý đường nối đó. Khi mà đường nối giữa các đỉnh hoặc đáy của các chỉ báo kỹ thuật và giá khác nhau thì cũng là xuất hiện phân kỳ, nó sẽ xuất hiện. Và đây là đường nối nè, cái đường màu xanh dương là nó nói nè, hai cái đường này nó nói, thì hai cái này nó nói như thế này nó sẽ xuất hiện phân kỳ. Đó, đây là xuất hiện phân kỳ nè, nó gọi là đảo chiều giảm nè. Đó chưa? Còn ở đây là đường màu hồng nè, nó giảm. Còn này nó tăng. Đó, thì cái này là nó đảo chiều tăng lên, còn hai này là đảo chiều xuống. Cho nên chúng ta chú ý đường nối nó phải ăn khớp với nhau nha. Đó. Đỉnh với đỉnh ở ở trên thì đỉnh ở trên ở dưới này cũng phải là đỉnh. Còn ở trên là đáy thì ở dưới này cũng kết nối với đáy và nó tạo ra cái phân kỳ. Thì giá nó đã đảo chiều. À, trong cái hình phía trên này là nó đảo chiều đáy và đảo chiều đỉnh nha. Quy tắc thứ 8 đó chính là bỏ qua cơ hội và chờ đợi một cơ hội khác. Cái trường hợp mà chúng ta phát hiện được cái sự phân kỳ nhưng mà nó quá trễ rồi, vì giá đã đi được một đoạn dài rồi và nếu vào lệnh thì lợi nhuận cũng không nhiều, thì nhà giao dịch là nên chờ một cơ hội mới và bỏ qua cơ hội vừa rồi. Có nghĩa là chúng ta phát hiện cái phân kỳ nhưng mà giá nó đã đi nhiều rồi, giá nó đã lên nhiều rồi, thì chúng ta nên bỏ cái cơ hội đó. Chúng ta không nên tiếc nuối để đi theo nó. Có nghĩa là chúng ta vào lệnh thì chúng ta vào lệnh ngay ở đây, cái vùng này. Chứ mà giá nó đã đi lên cái vùng màu tím rồi là chúng ta không nên vào lệnh nữa. Và quy tắc thứ 9. Quy tắc thứ 9 đó chính là lùi lại một bước. Thường giao dịch phân kỳ á, sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn trong khoảng thời gian dài. Đồng nghĩa là với việc là bạn sẽ chay ít hơn, lệnh hơn, lợi nhuận sẽ kiếm về thấp hơn, bù lại là cái độ an toàn giao dịch cao hơn. Còn nếu giao dịch với cái khung thời gian ngắn á, thì cái cơ hội nhiều nhưng rủi ro lại khá cao. Cho nên là mình kiều khuyên các bạn là chúng ta nên tìm phân kỳ trên biểu đồ 1 giờ hoặc là lâu hơn, có nghĩa là khung 1 giờ hoặc là cái khung 4 giờ, khung 1 ngày, khung tuần. Các nhà giao dịch khác á, thì sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc là thậm chí nhanh hơn. Tuy nhiên, trên các khung thời gian đó có quá nhiều tín hiệu nhiễu nên chúng ta là cần nên tránh xa. Giao dịch phân kỳ thì để cái phân kỳ nó xảy ra thì nó cũng mất một thời gian, chứ không
có nghĩa là nó cũng 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 lâu mới thấy được, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng thấy cái phân kỳ. Nhưng mà bù lại thì kết hợp mà phân kỳ á thì nó cho mình thêm cái độ chắc chắn để mình vào lệnh. Nhưng mà nếu mà phân kỳ kết hợp thêm các phương pháp chiến lược giao dịch khác nha, chứ nếu mà chỉ sử dụng phân kỳ để giao dịch không, để bắt đỉnh bắt đáy hoặc là bắt đảo chiều gì đó thì dễ bị sắc mặt lắm. Cho nên là ví dụ như là phân kỳ mà nó xảy ra tại những cái vùng cản mạnh như là vùng supply demand hay là những cái vùng trendline hoặc là những cái đường trung bình nữa, thì chúng ta nó cho mình thêm một cái tín hiệu để vào lệnh. Và phân kỳ thì hiện tại là chị thấy nó thường là trên MACD nè, là mắt ấy, hoặc RSI hoặc là stop, thì tùy theo là bạn thích cái chỉ báo nào thì bạn sẽ dùng cái chỉ báo phân kỳ đó. Ví dụ như là cái hình ví dụ đây là phân kỳ stop nè, trên cái indie stop đây, stop đây là những cái phân kỳ stop, còn đây là phân kỳ RSI nè, đây là phân kỳ RSI. Ok, có bị lát không? Mọi người có thấy được cái màn hình đúng không? Thì hôm nay là chúng ta là học lý thuyết là nó không nhiều. Đó. Chủ yếu là bây giờ chúng ta, quan trọng là bây giờ chúng ta thực hành nè. Thì sẽ hướng dẫn là chúng ta sẽ thực hành trên cái phần mềm MT4 luôn. Ok. Rồi để kiều mây vàng xuống 1786 xị. Rồi chờ kiều một xíu ha, để kiều xe. Rồi ok, mọi người thấy là cái màn hình MT4 rồi đúng không? Thì bây giờ là Kiều sẽ cái hướng dẫn là chúng ta sẽ những cái bước mà chúng ta sẽ giao dịch phân kỳ. Bây giờ là Kiều xóa hết nha, Kiều xóa hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem phân kỳ cặp nào đây. Đó. Bây giờ chúng ta cài đặt ở đây là chúng ta có thể là dùng cái chỉ báo mà nó có sẵn trên cái phần mềm MT4 luôn, ví dụ chỉ báo RSI nè, chỉ báo RSI. Như là phân kỳ chúng ta biết là nó thường nó có sẽ tác dụng trong cái khung H1 trở lên, còn mà cái khung M15 trở xuống thì rất là dễ bị nhiễu, cho nên là cái tỷ lệ chính xác nó ít cao hơn so với là cái khung thời gian lớn. Mà phân kỳ thì không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được, cho nên là lâu lâu nó mới chỉ xuất hiện tại những cái vùng đáy ha. Kiều sẽ ví dụ cho cả nhà cái phân kỳ đảo chiều cũng như là phân kỳ tiếp diễn. Nhưng mà có những cái thì mình thấy nó rõ hơn, có những cái thì nó không thấy rõ hơn. Trời. Rồi ví dụ như là đây phân kỳ nè. Đó, cái đáy sau nó thấp hơn đáy trước, cả nhà thấy không? Cái đáy ở đây nè nó thấp hơn cái đáy ở đây. Thì chúng ta dùng cây thước nè. Đó, cây thước là chúng ta chọn cái biểu tượng này nè, ground trendline nha. Đây. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ nói hai cái đáy này. Để vẽ một đường thẳng thì chỉ cần là có hai cái điểm thôi, hai đáy hoặc hai đỉnh thôi là chúng ta đã vẽ được rồi. Đó, ví dụ như là chúng ta vẽ thôi, chuyển qua màu màu đen đi cho dễ thấy ha. Màu trắng hình như cả nhà khó thấy hơn màu đen. Bây giờ nến đen đi cho dễ thấy. Đó. Bây giờ Kiều cài lại nha. Đó, chúng ta vào Insert chỉ báo nè. Chọn RSI đi. Ví dụ Kiều ví dụ cái chỉ báo RSI. Thì đây là các bạn thấy đáy sau nó thấp hơn đáy trước cái khung daily của cái cặp OCS nè. Đó thì các bạn nói ở đây. Đó, các bạn nói hai cái đáy lại đúng không? Các bạn thấy là nó đi dốc xuống không?
Đó. Nhưng mà cái thằng chỉ ra báo RSI nó lại đi lên, nó ngược lại nè. Đó. Cái chỗ này là đó, chờ xíu, cái con chuột nó bị gì rồi. Đó, mình thấy là mình nói là hai cái đỉnh, hai cái đáy nó tương xứng với lại hai cái đáy phía trên. Ở trên thì chúng ta nói đáy, thì ở phía dưới chúng ta cũng phải nói đáy nha các bạn. Rồi chị báo nó bị gì vậy? Rồi ví dụ là đó, là các bạn thấy chưa? Đó, có nghĩa là ở phía trên chúng ta sẽ nói đáy, hai cái đáy, có nghĩa là nói đáy của giá, cái này gọi là giá nến. Thì chúng ta nói hai cái đáy nè, thì ở đây chúng ta cũng sẽ nói hai cái đáy của cái chỉ báo RSI nó tương xứng với lại nè. Chúng ta đo cái cột dọc là nó tương xứng với nhau nè, đúng không? Đây cột dọc nè, đó cột dọc nè. Thì ở trên thì dốc xuống, còn ở dưới là dốc lên, thì nó sẽ tạo ra cái phân kỳ đảo chiều. Các bạn thấy nó đảo chiều lên luôn đúng không? Đó, đây là nó tạo ra cái phân kỳ nè. Các bạn có thể vẽ bằng tay được, nhiều khi là chúng ta cài đặt những cái chỉ báo mà nó vẽ sẵn luôn á, nhưng mà đôi khi nó vẽ lại thiếu hoặc là nó không đúng, cho nên là chúng ta tốt nhất là chúng ta tự vẽ tay luôn. Chúng ta có thể tự vẽ được khi mà chúng ta thấy là chúng ta là đã thấy là các đáy các đỉnh. Nhưng mà để chúng ta đầu tiên chúng ta phải tìm ra là cái đỉnh sau nó phải cao hơn đỉnh trước, cái đáy sau nó phải thấp hơn đáy trước. Ví dụ ở đây cũng vậy nè, hoặc là hai đỉnh bằng nhau, hai đáy bằng nhau thì chúng ta mới vẽ được cái phân kỳ nó mới xảy ra. Ví dụ ở đây là chúng ta thấy nói hai cái đáy bằng nhau mà, thì ở đây chúng ta nói hai cái đỉnh bằng hai cái đỉnh tương xứng, lộ hai cái đáy tương xứng ở phía dưới đó, thấy chưa? Đó nè, nó tương xứng không, ở phía trên nè, ở đáy, ở đây, đây ở đây, thì ở chỗ này nó sẽ tạo ra phân kỳ đi lên đó. Thì cái phân kỳ lâu lâu nó mới xuất hiện thôi, lâu lâu mình mới thấy thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng xuất hiện. Nhưng mà cái khả năng mà khi mà chúng ta bắt được thì khả năng cái tỷ lệ thắng chúng ta nó xác suất rất là cao. Đó, chúng ta áp dụng thêm là cái vùng supply demand nữa. Ví dụ cặp khác đi, ví dụ cặp EU nào, ví dụ như là những cái phân kỳ tiếp diễn đó, có nghĩa là nó vẫn tiếp tục giảm giảm đó, thì chúng ta chờ xíu thì để kiểu tìm ra là chu kỳ đi. Này, ví dụ như là phân kỳ tiếp diễn đó, thì ví dụ là mình thấy là mình nói hai cái đỉnh phía trên là đang nằm trong xu hướng giảm đúng không? Đó, từ đây tới đây là xu hướng giảm rồi. Còn phía dưới này thì các đỉnh nó cũng giảm luôn đó, mình thấy là hai cái đỉnh RSI nó cũng giảm nè, ở trên giảm ở dưới giảm. Nhưng mà có nghĩa là cái chỗ này nó tiếp tục là xu hướng giảm, cái chỗ này chúng ta bay vào chúng ta sẽ là chúng ta sell là sell ở đây chứ, phân kỳ tiếp diễn chứ tiếp diễn là ít ít xảy ra hơn. Đó, thì chúng ta sẽ sell ở đây nè, có nghĩa là nó tiếp tục trong xu hướng giảm nè, phân kỳ tiếp diễn nè. Vàng là 1786 rồi ha, vàng là hôm qua thì tăng ha, mà hôm nay nó giảm còn hơn ngày hôm qua nữa. Hoặc là chuẩn bị là TB rồi, hồi nãy Kiều cho là 1799 là đi, là sắp TB rồi đó, thấy chưa? Ủa, hồi nãy nó xuống 1783 nè mà nó chưa khớp lệnh, coi như là vàng là coi như là sắp dính TB rồi đó. Ok, cả nhà hiểu được cái phân kỳ và cách vẽ phân kỳ chưa? Thì phân kỳ là lâu lâu nó mới xuất hiện, nhưng mà chúng ta nên áp dụng thêm cái kiến thức về write option nữa nha. Phân kỳ chúng ta có thể sử dụng vào cái thị trường chứng khoán hay là thị trường coin đều có hết. Đó, thị trường nào có nến thì nó có thôi, chứ không phải là chỉ có trong thị trường forex đâu. Đó, chúng ta có thể áp dụng trong thị trường coin hay tiền điện tử hay là trong chứng khoán hoặc là trong phái sinh đều được hết.
Thì đang Kiều đã nói rồi là phân kỳ là chúng ta cũng nên áp dụng từ cái khung H1 trở lên. Chứ mà H4 trở xuống, H1 trở xuống thì nó độ nhiễu nó cao lắm, tỷ lệ chính xác nó thấp hơn. Bây giờ là chúng ta chuyển qua chúng ta xem cái phân kỳ MACD nhé. Kiểu ví dụ em phân kỳ MACD. MACD rồi. Rồi, bây giờ chúng ta thử là chúng ta áp dụng cái phân kỳ MACD. À, chúng ta thấy cái cặp KCSF nè. Chúng ta nói các đáy với nhau nè. Là các bạn thấy là các đáy nó đi xuống đúng không? Đó, các đường giá nó đi xuống. Nhưng mà với mắt á, thì chúng ta nói hai cái đáy này nó lại đi lên. Đó, mình thấy cái mắt MACD nó đi lên không? Đó, thì cái chỗ này nó sẽ là đảo chiều nè. Cái khúc này nó sẽ đảo chiều thì chúng ta có thể vào lệnh ở đây nè. Đó, thì nếu mà chúng ta chơi phân kỳ thì á, chúng ta đạt được cái tỷ lệ risk reward rất là tốt nha. Ví dụ này, nếu mà chúng ta buy ở đây á, và chúng ta đặt SL nằm dưới này á, thì chúng ta đạt được cái tỷ lệ risk reward tốt, như là thắng thì thắng dài, mà nếu thua á, thì thua cũng ngắn. Đúng không? Cho nên là chúng ta chơi phân kỳ á, là chúng ta đạt được cái tỷ lệ risk reward rất là tốt. Chúng ta đạt được cái tỷ lệ risk reward rất là đẹp luôn. Cho nên là cái bài học hôm nay là chúng ta là coi như là bài học thêm một cái kỹ thuật để chúng ta vào lệnh. Phân kỳ thì lâu lâu nó mới xảy ra thôi. Cho nên là chúng ta phải nhìn nhiều, nhìn biểu đồ. Và chúng ta nhìn cũng nhiều cặp nữa. Cặp nào đã tạo ra cái phân kỳ? Có ai không hiểu về cái bài học hôm nay không? Cái bài học hôm nay là chúng ta phải hành nhiều chúng ta mới hiểu được. Cái lý thuyết thì cực kỳ dễ, lý thuyết rất là dễ, quan trọng là chúng ta thấy được trên cái biểu đồ thôi. Cặp NU và hồi hồi tối Kiều cho lệnh là cũng đang dương nè. Đó. Là cái khung H4 nó đang sideways nè, cái thị trường khung H4 nó đang sideways nè. Và giá mà Kiều thấy hồi hồi nãy là Kiều thấy nó có dấu hiệu giảm là Kiều cho sell ở đây luôn. Đó. Và giá nó thêm rớt thêm một cái khúc nữa là chúng ta đã dời được SL qua entry rồi. Còn hôm nay là J nó vẫn còn yếu cho nên mấy cặp J là coi như là đang tăng. Tới đây là đô mạnh lại nè, tới đây là đô mạnh nè. Thì các bạn có thể vào cái khung cái đồng đô la Mỹ chỉ số DXY USDX nè. Thì các bạn thấy là cái khung H4 có một cái nến tăng xanh nè. Thì hôm nay là hồi sáng thì giảm, hồi sáng đồng đô giảm thì tối nay đồng đô tăng. Thì cái chỉ số USD này thì nó ảnh hưởng tới các cặp chính luôn. Các cặp chính là đồng cặp nào cũng có liên quan tới đồng USD hết. Ví dụ EU, GU, NU, AU, RUCF, UZ, UCAD. Hoặc là đòi vàng nó cũng liên quan tới đô. Ví dụ vàng mạnh đi, vàng giảm đi thì đô mạnh, còn mà vàng tăng thì đô nó yếu, thông thường là vậy, nhưng mà đôi khi vàng nó còn ảnh hưởng tới tới các tin khác nữa, chứ không phải là chỉ có cái chỉ số DXY nó mới ảnh hưởng tới vàng đâu. Và nếu là vàng hôm nay có một cái cây giảm mạnh như rồi thì khả năng là vàng nó sẽ rớt trong cái tuần này luôn nha các anh chị em. Vàng nó khả năng nó sẽ xuống 1750, khả năng rất là cao luôn á, 1750. 1750 nhá, vàng là nó rớt xa 1750 lần đó, chứ không phải là chỉ có ngày hôm nay đâu. Hôm nay mới là cây xác nhận giảm thôi, là khung daily thôi, chứ những ngày sau trong tuần thì nó còn là nằm trong cái xu hướng giảm nè. Tại vì hôm nay là một cây giảm rất là mạnh luôn, một cây gọi là cái engulfing, cái cặp nến engulfing. Đây là một cái cặp nến đảo chiều mạnh mà tại gần lại tới vùng kháng cự nữa. Như là Kiều có hỏi trong nhóm đó, Kiều nói là vàng tuần này sau, thì chị Tâm chỉ nói là vàng nó lên cái vùng 1830 nó mới giảm. Thì cũng có thể là nó tới 1830 vùng cản, một cái vùng 1830, nhưng mà thị trường là các bạn thấy không, là cái giá nó chưa tới 1830 nó đã đảo chiều rồi. Đó, nó đã đảo một chiều, đảo chiều mạnh luôn rồi.
thì nó tới có 1810, 1809 thôi là đã đảo chiều rồi, nó chưa tới 1830. Thường là mình cứ canh tới 1830 mình mới sell đúng không? Thường mình nè, mình cứ chờ lại tới cái vùng kháng cự mạnh nè thì mình mới sell. Nhưng mà thị trường đâu phải là nó tới vùng đó nó mới giảm, nhiều khi nó đã giảm trước rồi. Đó. Ok, thì có ai hỏi về cái bài học hôm nay thì Kiều sẽ trả lời. Chị Vy có hỏi gì bài hôm nay không? Hay là bạn Thịnh nè? Thì ai học hôm nay nếu mà cần cái tài liệu thì Kiều sẽ gửi nha. Tài liệu này thì bạn có thể search trên mạng thì cũng có, tại vì cái tài liệu này là nó không, nó là cơ bản thôi. Chứ không có gọi là cái tài liệu nó bí quyết gì hết, cho nên là cái những cái kiến thức ngày hôm nay là những cái kiến thức thông thường. Đó, thì các bạn phải thực hành. Đó. Ta nói có hành thì mới giỏi trong cái nghề này được, chứ học nhiều quá mà không hành thì nó cũng là số không thôi, không được tiến bộ gì hết á. Cho nên là phải hành, hành mình bị cái gì mình mới học từ cái kinh nghiệm đó được. Mình bị về quản lý vốn thì mình học về quản lý vốn, mình bị về cái setup cái hệ thống, mình chưa có hệ thống nào mà chơi tốt thì mình sẽ học, thì mình sẽ học về hệ thống. Hay mình bị về cái tâm lý thì mình luyện tâm lý. Mà trong ba cái luyện đó thì cái tâm lý là cái khó nhất, là cái cần thời gian nhiều nhất đó. Tâm lý là cái khó nhất. Ok, thì cả nhà có ai hỏi gì nữa không? Tâm lý gồng lời, đúng rồi, gồng lời gồng lỗ, thường là gồng lời nó khó hơn là gồng lỗ. Thật sự là thị trường này nó thật sự là thị trường forex là thị trường phải nói là cũng khó, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm nhiều rồi thì mình thấy nó cũng không đến nỗi khó. Nó do là mình thôi, do mình không có sự kiên nhẫn để mà mình chờ cái setup để mình vào lệnh, cũng như là đúng rồi, đúng nguyên tắc mà làm. Mình làm sai nguyên tắc là mình bị thị trường nó vả liền. Cho nên lúc đầu đó, trước khi vào lệnh là mình phải tạo ra cái hệ thống cho mình. Setup là gì? Đó thì đây cái đây là cái chỉ báo về setup là cái hệ thống. Mình nói từ stop, tức là mình nói là cái hệ thống. Tiếng Anh là stop, còn tiếng Việt là hệ thống. Có nghĩa là mình phải có cái hệ thống, ví dụ hệ thống về quản lý vốn nè. Rồi hệ thống về 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 cách vào lệnh nè, nó phải thỏa điều kiện gì mình mới vào lệnh. Cũng như là về quản lý vốn, ví dụ mình vào tối đa bao nhiêu lệnh, một lệnh từ 1% thôi hoặc là 2%. Rồi luôn luôn là mình sẽ có đặt SLTP. Mình cứ tuân thủ như vậy thì nó đi đều và nó sẽ ổn định, cái tài khoản mình nó sẽ ổn định. Còn mà khi mà mình phá cái kỷ luật đề ra thì sớm muộn gì ra tài khoản của mình nó cũng bị vấn đề thôi. Thì ai mà thì hôm nay thì Kiều sẽ share lại cái chỉ báo MACD mà các bạn là cũng đã biết cách vẽ rồi. Hôm nay các bạn học là các bạn vẽ được. Ví dụ cái cặp ơ cạc đi, chúng ta thấy là nó cũng tạo ra cái phân kỳ chỗ này nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy đáy sau. Đáy sau thấp hơn đáy trước. Còn mắt á, thì cái đáy sau nó lại cao hơn đáy trước nè. Đó, cái chỗ này nó cũng tạo ra cái phân kỳ nè. Đó, thấy gì? Chưa chị à, bây giờ ai học offline á thì đăng ký học thì Kiều sẽ dạy, và Kiều dạy cái hệ thống giao dịch gọi như là bí quyết luôn. Nó là cái hệ thống đó là Kiều không có dạy trong cái online này.
Thì ai học offline là có thể những người cũ có thể học chung người mới cũng được, hoặc là rủ chung học. Thì nếu mà học chung á thì Kiều sẽ giảm học phí. Nói chung là Kiều sẽ hỗ trợ cho những người nào mà khó khăn. Quan trọng là Kiều thích những người mà thật sự đam mê cái forex và tự tin là mình sẽ kiếm được cái thị trường trong được tiền trong thị trường này. Thì ai mà học thì Kiều sẽ tặng những cái hệ thống mà Kiều không có share cho trong nhóm. Thì hiện tại là Kiều đang ở Phú Nhuận nè. Đó. Và cũng vào Sài Gòn, mới vào Sài Gòn mà tuần trước. Ừ. Thì nếu ai mà nghèo gì đó thì mình tự học. Đó, tự học vào mỗi thứ ba này. Đó, có sàn có tài trợ mình những kiến thức. Rồi sau đó là mình thực hành thôi. Ví dụ như là thực hành có cái vấn đề gì thì cứ inbox thì sẽ hỗ trợ nha. Ví dụ là cần tín hiệu như thế nào hay là vào lệnh như thế nào, cần hỗ trợ gì cứ inbox nha. Kiều sẽ hỗ trợ hết. Nói chung là hỗ trợ về kỹ thuật. Còn mà sàn FB Market là cái sàn là Kiều đã chơi khoảng mười mấy sàn rồi, thì Kiều thấy sàn này là sàn ok nhiều thứ. Nó không phải là cái sàn gọi là sàn tốt nhất hay là sàn hoàn hảo nhất, nhưng mà nó đáp ứng được những cái điều kiện mà mình cần. Mình thấy là sàn nó uy tín, nó chuẩn. Và nó mình ở bên Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh ngay ngay cái khu đó. Còn Phan Xích Long là lúc trước ở cũng ở Phan Xích Long. Ok, bạn bạn Thịnh là ở Sài Gòn đúng không ạ? Bạn Thịnh là ở Sài Gòn đúng không? Thì ở Sài Gòn là giờ cũng cũng đi lại cũng ok rồi, là mình cũng tiêm được hai mũi rồi. Ra cái thị trường này quan trọng là quản lý vốn với lại kiên nhẫn chờ đợi cái setup đẹp đó vào lệnh là ok. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ chả có gì phức tạp. Ok, có ai hỏi gì nữa không? Có ai hỏi về bài học hôm nay không? Nhớ là inbox nhé, chị sẽ gửi cái chỉ báo mà nó tự động vẽ luôn. Giờ Kiều xíu là Kiều sẽ Facebook đó hả? Facebook ok, để Kiều lấy cái link cho. Ủa, Tường Vi Đinh là của ai ta? Là không phải chị Vi hả? Tường Vi là ai? À, mà em biết cái topic này là ở đâu? Là từ từ Facebook á hả? Thì các bạn search Kiều Forex là ra Kiều thôi. Chị là Trần Tường Vi. À, chị là Trần Tường Vi, còn này là Tường Vi Đình. À, vậy là có hai người tên Tường Vi hả? Sự là bây giờ trader nữ rất là nhiều, trên thế giới là trader nữ nhiều lắm. Đó, chứ không phải bây giờ là chỉ có nam đâu. Thì các bạn là á, Kiều có gửi cái link Facebook á. À, chị Trần Vi, chị Trần Tường Vi nè. Tường Vi Đinh. Ok, mà Tường Vi Đinh là có cái Zalo của Kiều chưa? Là có đang chơi Forex không? Có cần hỗ trợ gì không? Thì không, hồi xưa là do là Kiều còn
làm cái nghề truyền thống nữa, bán hàng là buôn bán quần áo nữa, chứ nếu mà tập trung thì chỉ cần mất 2 3 năm thôi, chứ không cần phải mất 7 năm như Kiều đâu. Còn bây giờ là chỉ cần mất 1 năm là được như Kiều rồi, không cần phải mất tới 7 năm đâu. Quan trọng là mình cái sự tập trung của mình bao nhiêu dành cho nó thôi. Chứ hồi xưa là kiểu như là cũng chưa có tập trung lắm, cũng là làm thêm một vài công việc nữa. Chỉ có 2 3 năm nay thôi, 3 năm nay là coi như là tập trung hoàn toàn vào cái thị trường forex luôn á, không có lăn tăn cái công việc truyền thống nào. Là đang tự học hả? Ok thì có gì em add cái Zalo này đi. Đó, ví dụ muốn tài liệu thì chị sẽ gửi tài liệu ngày hôm nay, cũng như là cần cái hệ thống chị báo gì thì chị sẽ gửi chị tặng em có thể trade. Mà em có cái tài khoản sàn nào chưa? Em có tài khoản sàn nào chưa? Ok thì được thì em tạo 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 tài khoản trên sàn FD Market luôn đi. Sàn này thì ok rồi, mọi thứ sàn này là 15 năm rồi của Úc rồi. Đó, với lại nạp rút nhanh. Đa cổng nạp rút. Rồi có copy trade nữa. Thì được thì em đăng ký sàn này luôn, tùy em thôi, em muốn đăng ký sàn nào cũng được hết. Nhưng mà chị thấy là cái sàn FB Market á thì sàn nó ok nhiều cái, tại vì chị cũng đã chơi rất là nhiều sàn rồi, chơi mười mấy sàn rồi, gồm sàn IC rồi Tickmill, FPS, sàn Live, sàn nói chung là rất là nhiều sàn rồi, nhưng mà thấy sàn này là hiện tại rất ok. Với Kiều thì mọi thứ cứ tự nhiên thôi, chứ Kiều cũng không có ép ai hết. Ví dụ về Forex hay là sàn, thích chơi sàn nào thì chơi thôi, chứ chiều cũng chả có ép buộc ai phải chơi sàn này hết. Đó. Thích thì ủng hộ, còn không thì các bạn cứ chơi theo cái sàn mà bạn cảm giác như bạn thích cái sàn đó. Sàn không có sàn nào hoàn hảo hết, con người cũng vậy, con người cũng không ai hoàn hảo, thì sàn cũng vậy, chả có sàn nào mà gọi là cái gì nó cũng có hết, cái gì nó cũng được hết, nó chỉ là bao nhiêu điểm trên 10 điểm thôi, mà chỉ cần 6 7 điểm trên 10 điểm là ok rồi. Hoặc là được là thì 8 9 điểm thôi, chứ không có sàn nào mà 10 trên 10 hết. Thì do mình đam mê cái forex cho nên là mình hay đọc rất là nhiều cái tài liệu, cũng như là đam mê về chia sẻ kiến thức, nên là mình ngồi chơi ra thì mình có cái có thể là truyền đạt kiến thức cho các trader được. Và mình tự soạn nha, những cái tài liệu này là mình tự soạn, và mình nói chung là mình cũng có copy, hoặc là mình lọc lại những cái gì mà chỉ cần thiết thôi, chứ không mình cũng không cần phải học những cái gì mà nó mang lan man đâu. Trong Forex mình học những cái gì mà nó giúp ích cho mình dễ hiểu và mình áp dụng được, chứ không cần phải học những cái kiến thức mà nó lan man, mình cũng không cần tới. Ok, như cả nhà có còn câu hỏi gì không? Không thì Kiều sẽ kết thúc cái buổi hôm nay. Rồi mọi người inbox nha, Kiều sẽ gửi cái tài liệu cũng như là Kiều sẽ gửi cái chỉ báo, nó tự vẽ divergence luôn. Bạn có dùng EA, EA là robot đó à? Thì EA thì Kiều cũng từng sử dụng, còn hiện tại là Kiều không có sử dụng robot. À, phân tích cơ bản hả? Cái phân tích cơ bản là tin tức đúng không? Thì cũng có xem tin, nhưng mà quan trọng là mình chơi theo swing thì mình cũng không có quan trọng tin tức nhiều lắm. Mình không có quan trọng tin nếu mà mình chơi swing, còn thường những người chơi scalping, những người mà chơi ngắn thì họ mới quan trọng tin tức. Còn mà những người mà chơi theo swing thì họ không quan trọng tin tức. Ok, còn hỏi gì nữa không Thịnh? Rồi Diệu có hỏi gì nữa không? Rồi hai hai chị Vi với lại em Vi nè.
AI hả? AI thì mình phải có vốn lớn, với lại cũng không, nói chung là cũng có một tỷ lệ xác suất cũng có AI tốt, mà đa phần là AI xấu thì nhiều. Nói chung cũng tỷ lệ xác suất thôi, giống như chơi tay thôi thì chỉ có 5% người kiếm được tiền thôi, 95% là người mất tiền rồi. Thì AI cũng vậy, có AI là 95% là mất tiền, chỉ có 5% AI là kiếm được tiền thôi. Thì robot mà nó vào lệnh mà nó đâu có theo con người đâu, nó phải canh như thế nào nó mình, còn không mà nó theo, thường là nó theo gấp lệnh hoặc là nó theo cái chỉ báo thôi. Thật ra vốn nhỏ cũng được, vốn nhỏ mà nếu có cái EA nó tuân thủ theo cái quy tắc SLTB, một lệnh là từ 1% thì cũng được. Nhưng mà ít có EA tốt lắm, thường là những cái EA mà tốt thì thường người ta dùng vốn lớn hơn. Ok, bạn Thịnh có hỏi gì nữa không thì Kiều sẽ kết thúc buổi hôm nay. Thì các bạn có thể giới thiệu bạn bè có thể học cái những cái buổi free như thế này, và chúng ta tạo ra một cái cộng đồng chơi. Ok. Diệu có hỏi gì nữa không? Hai bạn Vi, chị Vi với em Vi có hỏi gì nữa không? Ok. Thì chúng ta nên chia ra, và chúng ta cũng cái forex với lại coin chúng ta không nên so sánh với nhau nha. Tại vì coin là một cái gì đó thì nó cũng là một cái tài sản và nó cũng dễ thao túng, có thể chúng ta có thể mua đồng coin nào đó chúng ta nhân 5 nhân 10. Nhưng mà chúng ta có thể chia 5 chia 10 là cái chuyện cũng bình thường. Còn với cái forex là chúng ta chơi theo cái chỉ số. Đó, cái thị trường nó luôn luôn là nó biến động mỗi tuần. Ok, chị Vi hả? Chị Vi là học offline, khi nào chị học? Thì em sắp xếp, em kêu những ai học thì chúng ta học chung offline với nhau luôn cho vui. Hoặc là chị có thể rủ bạn bè học chung offline luôn. Ok, Đinh Tường Vy, chị kết bạn em rồi nhé. Chị kết bạn em Zalo rồi đó. Em đồng ý rồi, chị sẽ gửi tài liệu qua. Thì em qua chị gần mà, chị ở bên Tân Phú đúng không? Là ở đường nào? Em bên Lê Văn Sĩ nè, Hình Văn Bánh nè. Thì chị có thể là kiếm chung người để học chung cho vui. An Môn Tân Phú, hồi chiều em ở An Môn Tân Phú, bờ bao Tân Thắng đó. Chị chung cư gần đó hả? Chị chung cư cái đường Tân Kỳ Tân Quý luôn hả? Ok, khi nào chị đủ được vài người báo em nhé. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã tham gia vào cái buổi cái topic tối nay. Chung kỳ Sơn Kỳ hả? À, giá báo học á thì là thường là báo học 1.000 đô là, nhưng mà có thể là hỗ trợ dịch là còn 500 đô. 500 đô thì bảo hành luôn là cả đời luôn. Đó, học khi nào mà không chưa có áp dụng được, chưa thực hành được thì Kiều sẽ dạy lại, và Kiều sẽ tặng robot, tặng hệ thống chỉ báo độc quyền. Còn mà giới thiệu được 2 người thì tặng thêm 1 người là kiểu đó. Hai, có nên là họ đang hỗ trợ mùa dịch, dịch vừa rồi thì cũng ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều người, thì Kiều sẽ hỗ trợ như vậy. Chứ thường là một cái khóa học bình thường cũng đã mấy chục triệu trở lên rồi. Quan trọng là cái chăm sóc và mình có thể học lại.
nếu mà mình chưa có áp dụng được. Ok, bye bye cả nhà nha.